mà không vỗ tay nữa là em lăn xuống sàn đó. Bây giờ bên này ba nhiều quá em kêu nghe. Ba ơi! Ủa ba con đâu? Sao ba ngồi nhìn con dữ vậy? Ba không ơi nha. Anh ơi! Không có không có ăn luôn. Thôi để kêu chị đi cho các chị. Các chị ơi! Đó, thấy mấy chị yêu, mấy chị yêu đời. Mấy anh dở quá mà vẫn kêu một lần cho cơ hội cuối cùng nha. Các anh yêu ơi! Đó, bây giờ trời ơi, hãy có nốt đâu được rồi. À ơi! Anh ngồi nói, à ơi! Alright! Ba vui nè!